phần xác được nhồi thuốc tàu, liệu tổng trọng có ngọ nguậy được bao lâu nữa? Những lần xuất hiện gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là lần xuất hiện ở Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào ngày 18 tháng 5 và lần xuất hiện chiều ngày 12 tháng 6 trong cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt tại trụ sở Trung ương Đảng cho thấy khuôn mặt ông có dấu vết phù thủng do bị tích nước vì dùng thuốc. Trong vòng một tháng, ông Trọng xuất hiện chỉ có 2 lần ngắn ngủi và có lẽ đấy là khả năng tối đa mà ông có thể làm trong tình hình sức khỏe ngày một suy yếu như hiện nay. Mỗi lần xuất hiện, ông lại phải mất cả tháng nằm viện 108 để mà dưỡng sức. Vậy thì sức khỏe của ông còn được bao nhiêu? Cho đến nay, trong số lãnh đạo cấp cao, chỉ có ông Trọng là chọn chữa bệnh ở trong nước thay vì đi nước ngoài điều trị như Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Lê Văn Thành. Có lẽ chỉ có ông mới đủ tự tin rằng ban chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương sẽ chăm sóc tốt sức khỏe cho ông. Trong thời kỳ nhiễu nhương các phe phái đánh nhau không từ một thủ đoạn nào thì chẳng ai dám tin rằng cái ban chăm sóc sức khỏe kia là chữa bệnh hay lại thuốc cho bệnh nhân. Thật ra ông Trọng chọn ở trong nước điều trị nhưng ông vẫn chọn y tế nước ngoài mà đặc biệt lại là đội ngũ y bác sĩ hàng đầu của Trung Quốc. Bệnh viện quân y 108 lập một khu đặc biệt, trong đó các bác sĩ được Tập Cận Bình cử sang để chăm sóc sức khỏe cho ông Trọng. Các y bác sĩ người Việt bị hạn chế đến gần khu vực này. Có lẽ ông Trọng cũng chẳng tin vào việc các vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ người Việt kia có thật tâm chữa bệnh cho bệnh ông hay không. Trên thực tế, nếu ông hoàn toàn tin vào họ, thì có thể giờ này ông đã trầu Diêm Vương từ lâu. Kể ra, đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc cũng rất giỏi. Họ đã giành lại sự sống cho ông sau lần gục ngã tại Kiên Giang vào hồi năm 2019. Đó là lần đột quỵ thứ nhất khi ông đến đây. Và kỳ diệu hơn, họ còn chữa cho ông có thể đi lại được, mặc dù bước đi của ông rất yếu ớt, chập chững như em bé mới vừa tập đi, mà bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào khi gặp ông đều phải dắt tay ông mới đi được. Tuy nhiên, giờ đây, chồng ông Trọng cũng chẳng khác nào một zombie, như một cái xác biết đi và thiếu hẳn phần linh hồn, thiếu cái sức sống tự nhiên trong cơ thể một con người. Có người nhận xét rằng nhìn ông cứ như một xác ướp vậy, được đội ngũ y sĩ Bắc Trung Hoa tẩm ướp bằng thuốc của tàu để kéo dài hơi thở. Câu hỏi đặt ra là vì sao lãnh đạo Trung Quốc lại ưu ái với một ông già gần đất xa trời đến thế? Tại sao phải cử người đem thuốc quý sang tận Việt Nam để kéo dài cho bằng được sự sống của ông? Át hẳn Tổng Bí thư đã mang đến sự hài lòng không ít cho Tập Cận Bình. Hơn nữa có thể Tổng Trọng vẫn còn những giá trị nào đó cho mưu đồ của Bắc Kinh đối với Việt Nam. Hoặc giả Tập muốn thông qua Tổng Trọng để bắn tín hiệu đến giới lãnh đạo của Việt Nam rằng nếu thuần phục thì sẽ nhận được những biệt đãi như vậy. Ông Trọng luôn thể hiện sự trung thành với Tập Cận Bình. Ông giữ mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước dựa trên mối quan hệ giữa hai đảng, tức là đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cần Đảng Cộng sản Trung Quốc che chở. Thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể dùng để trao đổi với Trung Quốc, tất nhiên, chỉ có thể là sự hy sinh quyền lợi quốc gia. Nói thẳng, đó có thể là sự chăm sóc y tế đặc biệt từ Bắc Kinh. Ông Trọng chỉ có thể là hy sinh quyền lợi quốc gia mà ông có quyền quyết định nó. Rồi đây, sau khi ông Tổng Trọng qua đời, di sản mong để lại là một nước Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn chính trị. Rồi người lên thay ông cũng tiếp tục chính sách của ông, cũng phải mua sự bảo kê từ phương Bắc bằng những quyền lợi quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin phần xác được nhồi thuốc tàu, liệu Tổng Trọng ngọ nguậy được bao lâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Khi có quá nhiều lãnh đạo Hà Nội cầu cứu, Tập chọn ai đây? Hồi tháng 4 vừa qua, ông Vương Đình Huệ đi Bắc Kinh cầu cứu, chuyến đi kéo dài đến 7 ngày. Nhưng cuối cùng khi trở về nước, ông Huệ vẫn bị đánh cho gãy ghế. Như vậy, trong cuộc đấu, khi đã vào thế hết đường thoát, mới cầu cứu Bắc Kinh thì cũng chẳng ăn thua gì. Ngày xưa, Lê Chiêu Thống sợ bị nhà Tây Sơn phế truất
mới chạy sang phương Bắc cầu viện và đã được đáp ứng với 20 vạn quân Thanh kéo sang cứu giúp. Tuy nhiên, cũng trong tình cảnh tương tự, vì sao Tập Cận Bình lại không ra tay cứu Vương Đình Huệ? Bối cảnh thời Lê Chiêu Thống khác với ngày nay, lúc đó nhà Tây Sơn quyết không thỏa hiệp với phương Bắc, trong khi ngày nay Tô Lâm đã thuần phục Bắc Kinh từ lâu. Trước khi tấn công Vương Đình Huệ vào tháng 9 năm 2023, Tô Lâm cũng đã có chuyến đi Bắc Kinh 5 ngày. Như vậy, Tô Lâm đã đi trước Vương Đình Huệ một bước. Khi cả Tô Lâm và Vương Đình Huệ đều đến Bắc Kinh tìm kiếm sự hậu thuẫn, thì Tập Cận Bình có nhiều lựa chọn hơn. Cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu trong Đảng Cộng sản Việt Nam đều xin thuần phục thì Tập Cận Bình sẽ chọn ai đây? Đó là câu hỏi được đặt ra. Có lẽ trong trường hợp này, Tập Cận Bình chỉ cần yên lặng, quan sát và dành thời gian để lựa chọn kỹ lưỡng. Ông không cần phải chọn một kẻ yếu thế làm tay sai. Vì thế, trận đấu ở thượng tầng chính trị Việt Nam khó có sự được can thiệp trực tiếp từ Bắc Kinh. Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng sau cùng. Vậy nên, Tập Cận Bình chỉ cần chờ nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam tự thanh lọc, không cần thọc tay vào làm gì cả. Hiện nay, Tô Lâm đang là thế lực mạnh nhất, nên khả năng cao ông sẽ là người mà Bắc Kinh chọn. Tô Lâm đủ khả năng để ép Bộ Chính trị phải gật đầu theo ý ông ta, qua vụ đưa Lương Tam Quang lên ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là đòn hiểm rất lớn của Tô Lâm dâng cho Bắc Kinh. Nếu Bắc Kinh kiểm soát được Tô Lâm, thì họ có thể gián tiếp kiểm soát luôn cả Bộ Chính trị. Tuy nhiên, việc Tô Lâm thành công ép Bộ Chính trị một lần nữa cũng chưa thể đảm bảo ông có thể thực hiện điều ấy một lần nữa. Tại Hội nghị Trung ương 10 sắp tới, nếu Lương Tam Quang có thể vào được Bộ Chính trị, thì đấy lại là một lần nữa Tô Lâm thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình trong bộ siêu quyền lực này. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn điều khiển Bộ Chính trị. Ông dùng hình ảnh ảnh hưởng của bản thân khiến cho hơn phân nửa Bộ Chính trị đồng thuận đưa ra các quyết sách theo ý của ông. Giờ đây, Tô Lâm không dùng ảnh hưởng mà dùng những công cụ chế tài để cưỡng bức 15 trên 16 ủy viên Bộ Chính trị phải phục tùng mình. Đấy là một điểm cộng rất lớn cho ông trước Bắc Kinh. Khi Bắc Kinh triển khai các chính sách lớn, họ rất cần người có khả năng cưỡng bức cả Bộ Chính trị như thế. Giờ đây, bất kỳ kẻ nào khác muốn được Bắc Kinh trọng dụng thì trước hết phải thể hiện được sức mạnh trước Tô Lâm. Phải cho thấy bản thân mạnh hơn Tô Lâm, cho đến nay vẫn chưa có ai đủ sức mạnh để cạnh tranh với cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, cuộc đấu vẫn còn 19 tháng nữa, và chính trường của Việt Nam vẫn đang ẩn giấu nhiều biến cố bất ngờ. Có thể không cần đấu trực diện, bởi phương diện này khó ai qua mặt được Tô Lâm, nhưng đánh lén, đâm sau lưng thì có thể vẫn còn rất nhiều tay thiện xạ. Trong vòng 19 tháng tới, khả năng cao Tô Lâm sẽ củng cố thêm quyền lực, và rất có thể thế lực của Tô Lâm sẽ còn mạnh hơn nhiều lần thế lực ông Trọng trước đây. Ông Trọng lên Tổng Bí Thư được các bồ lão lúc đó chọn làm Thái tử. Khi mới cầm quyền, ông không mạnh như khi còn ở đỉnh cao. Lúc đó, ông ở cửa dưới so với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vậy mà, chỉ một thời gian ngắn sau, ông đã trở thành vô địch trên chính trường nhờ vào sự hậu thuẫn của Bắc Kinh. Nhưng Tô Lâm chưa lên làm Tổng Bí Thư mà đã có sức mạnh vượt trội. Nếu được Bắc Kinh trọng dụng và hậu thuẫn, thì có thể nói vị tướng công an này sẽ không còn đối thủ. Ông sẽ không ngán Trung ương Đảng, không ngán Bộ Chính trị và tất nhiên cũng chẳng xem 100 triệu dân ra gì. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin khi có quá nhiều lãnh đạo Hà Nội tới cầu cứu thì Tập sẽ chọn ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.